Alo, hôm nay shop mình xin giới thiệu một đặc sản khô một nắng rất là đặc biệt ha. Là sản phẩm này nha mấy bạn. Vâng, đó là khô cá dứa ha, đặc sản của Cần Giờ. Hôm nay mới về được lô hàng rất là đẹp, nên mình phải quay và giới thiệu liền cho mọi người ha. Đây là khô cá dứa chính hiệu nha mọi người. Đây, khô cá dứa chính hiệu, lưng có sọc hai bên ha, cá bụng vàng, chanh rất đẹp. Cái lô cá này là cực kỳ đẹp không mọi người. Đây, con này là con khô cá dứa chính hiệu ha. Đó, lưng nó phải có sọc như vậy mới là cá dứa nha mọi người. Còn lưng không có sọc là cá ba sa ha. Đây, cái bụng rất vàng rất đẹp, trắng phéo luôn ha. Đây là cá dứa chính hiệu nha. Cá dứa này là đặc sản của Cần Giờ ha mọi người. Cá dứa một nắng ha. Hàng mình là hàng một nắng nha, hàng có phơi đàng hoàng nha. Đây, cá dứa lưng có sọc đàng hoàng nha. Mọi người ăn cá dứa thì lưu ý ha, trên thị trường có rất là nhiều người ta bán cá ba sa giả cá dứa ha, thì cũng rất là dễ phân biệt thôi. Cá ba sa thì cái lưng nó không có sọc, chỉ đơn giản vậy thôi. Nếu mà ai tinh mắt thì người ta sẽ nhìn được cái lớp mỡ dưới da này. Nhưng cá dứa này các bạn thấy nè, cái lớp này nó không không có mỡ. Còn phần bụng nó rất là trắng và đẹp ha. Đây, còn cái cách phân biệt cá dứa thì mình đã có nhiều cái video chia sẻ rồi, thì đây là cách phân biệt cá dứa đơn giản và dễ hiểu nhất ha. Cá dứa thật thì có hai sọc hai bên, có chỉ đen ha, vây nhỏ màu hồng. Còn con cá dứa, con cá ba sa đó thì nó không có sọc mà cái vây nó màu hồng hồng ha, nó thô. Đây là cái lô cá dứa mới vừa về ngày hôm qua rất là đẹp, nên mình phải giới thiệu liền cho mọi người xem. Con nào như con nấy ha. Một con này là khoảng 1 kg. Đây, cá dứa chính hiệu nha. Hàng này hàng xịn, hàng chất lượng nha mọi người. Hàng chất lượng nhưng mà giá bèo. Ok ha. Chất lượng mà giá bèo. Cửa hàng mình bán lẻ với giá 250.000 một ký thôi. 250.000 với giá một con khô cá dứa chính hiệu thì là giá cực kỳ rẻ so với thị trường ha. Mọi người có nhu cầu thì inbox cho mình. Thông tin cửa hàng mình thì luôn luôn công khai cho mọi người. Mình làm ăn ngay thẳng, không có sợ gì phải giấu giếm ha. Đây, thông tin cửa hàng mình đây. Mình bán lẻ cá dứa này là 250.000 một ký nha. Ai có nhu cầu lấy sỉ thì inbox. Giá cực kỳ mềm mà dễ bán cho mọi người ha. Đây, cá dứa chính hiệu nha. Rồi, cảm ơn mọi người theo dõi clip ha. Clip này ngắn thôi, tại vì thấy lô cá đẹp quá phải quay cho mọi người xem ha. Ok.